khi trong mắt chú chó bò sữa chỉ có ăn là quan trọng nhất. Nè, chó mày nè. Trời trời trời, cho nó ăn kỹ trời. Chị trời. Ủa gì kì á? Alo. Người phụ nữ này đang lấy đồ ăn cho hai chú chó nhà mình. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là cách cô cho chiếc chó lạp xưởng mập mạp ăn trái ngược hoàn toàn với em bút đồ bên cạnh. Khi cho em lạp xưởng ăn, cô vứt đồ ăn mạnh xuống đất như kiểu dằn mâm sáng chén, còn em bút đồ lại vô cùng nhẹ nhàng tình cảm. Nhìn có vẻ như người phụ nữ này đang phân biệt bên thương bên ghét. Sao kỳ vậy? Là sao vậy mọi người? Ôi kỳ vậy? Sao phân biệt đối xử quá vậy? Nhưng sự thật theo như cô chia sẻ thì không phải cô ghét hay hất hủi gì chiếc chó tên bò sữa kia, mà là cô đang muốn chó ta tự ái mà không chịu ăn nữa để giảm cân. Ấy vậy mà cho dù đồ ăn có bị ném như rác đi nữa thì chiếc chó này vẫn mãi mãi một tình yêu với đồ ăn. Tính chửi nó giảm lượng ăn nữa. Mập quá gì đó quá mập rồi. Tính chửi nó cho nó tự ái không ăn nữa không ăn à. Vậy hả, mày tự chửi nó cho nó tự ái. Vậy không vui lắm. À. Tại vì mẹ muốn chửi nó. À. Tự ăn tự ngang cho nó bớt. Cái gì nó đi nó ngủ nó đưa dưới á. Thiệt. Có bà nói này nè, cho bà là nhẹ nhàng đánh dấu. Ủi kìa. Đó bà dấu. Đưa nhẹ nhàng ủi dấu. Ê sao không ăn đi mày con công chúa. Ai nói gì thì mặc kệ, ăn xong vẫn còn thòm thèm chạy đến dòm ngó đùi gà của em bút đồ nữa cơ. Nó dấu dưới cái gói là bòi. Bò nó giấu nè bà, nó giấu nè bà, nó giấu kìa bà. Bò nó ăn hết nè, nó đó rồi, giấu. Nó ăn đây mau đi. Kìa nó qua kìa, nó qua kìa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.